Toyota Corolla Antis 2023 vừa tiếp tục ra mắt Đông Nam Á, có thêm phiên bản GZ Sport, chờ ngày về Việt Nam. Toyota Corolla Antis 2023 ở thị trường Malaysia có hai phiên bản với giá bán từ 139.800, 147.800 giờ em khoảng 727, 769 triệu đồng. Vào hồi tháng 6 năm nay, hãng Toyota đã giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Corolla Antis ở thị trường Thái Lan. Sau Thái Lan, đến lượt thị trường Malaysia đón nhận mẫu sedan hạng C này. Ở Malaysia, Toyota Corolla Antis 2023 có 3 phiên bản là 18E, 18G và GR Sport. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 139.800, 152.800 rm, khoảng 727-795 triệu đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm nay. Tương tự xe ở Thái Lan, Toyota Corolla Antis 2023 ở Malaysia cũng chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế và trang bị. Cụ thể, xe được bổ sung lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mới thay vì nan nằm ngang như phiên bản cũ. Bên cạnh đó là các loại vành la răng mới với đường kính 16 in ở bản tiêu chuẩn và 17 in ở bản cao cấp. Thay đổi tiếp theo của Toyota Corolla Antis 2023 tại Malaysia nằm ở màu sơn ngoại thất. Xe có thêm màu mới là xám Metal Trong khi đó, những màu sơn cũ như xám Kelet Ite Grey Metallic, đỏ Red Micro Metallic, trắng Platinum White Burn MC và đen Attitude Black vẫn giữ nguyên. Riêng bản GZ Sport có thiết kế thể thao hơn hai phiên bản còn lại, thể hiện qua lưới tản nhiệt và khe gió giả hình tam giác ở hai góc cản trước. Bên cạnh đó là những chi tiết màu đen như nẹp bao quanh logo Toyota trên đầu xe và ốp gương chiếu hậu. Cản sau của xe cũng thay đổi thiết kế và tích hợp bộ khoách tán gió. Thay đổi tiếp theo của bản GZ Sport nằm ở bộ vành hợp kim 18 inch màu xám đậm, cũng như hệ thống treo với giảm sóc, lò xo so và thanh cân bằng hiệu chỉnh tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Corolla Antis 2023 ở Malaysia cũng được cải tiến nhẹ với cổng USB Type-C mới nằm trong ngăn chứa đồ bên dưới bệ tỉ tay trung tâm. Đặc biệt, xe đã được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới ở bản 18G cao cấp thay cho loại 7 inch cũ. Bảng đồng hồ mới có 4 chủ đề hiển thị casual, smart, Top và sporty cũng như ba cấu hình để người lái lựa chọn. Chưa hết, hãng Toyota còn bổ sung tính năng mở cửa không chìa bên ghế phụ lái cho xe. Những trang bị còn lại của Toyota Corolla Antis 2023 ở Malaysia vẫn giữ nguyên như cũ. Bản 18E tiêu chuẩn đi kèm những trang bị như đèn pha halogen tự động bật trên tắt, đèn hậu LED, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước trên sau, đèn sương mù, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 in, điều hòa tự động một vùng, cửa gió hàng ghế sau màn hình cảm ứng trung tâm 6,8 in, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế bọc nỉ màu đen và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Tiến lên bản 18G, người mua sẽ có thêm những trang bị như đèn pha LED projector, điều hòa tự động hai vùng, ghế bọc da màu đen, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, lẫy chuyển số sau vô lăng, rèm che nắng cho hàng ghế sau, camera 360 độ, hệ thống kết nối viễn thông và camera hành trình trước trên sau. Trong khi đó, nội thất, của bản GZ Sport tạo sự khác biệt bằng ghế thể thao theo logo riêng trên tựa đầu ghế và những chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn. Trang bị của bản GZ Sport giống với bản 18G. Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense chỉ dành cho bản 18G và GZ Sport, bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường kiêm hỗ trợ đánh lái trên hỗ trợ bám làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng cũng như cảnh báo điểm mù nằm bên dưới nắp capo của Toyota Corolla Antis 2023 ở Malaysia là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.8 lít như cũ, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cách đây không lâu, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã hé lộ việc Toyota Corolla Antis, bản nâng cấp sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 8 này. Tuy nhiên, đã gần hết tháng 8 mà mẫu xe này vẫn chưa được giới thiệu ở Việt Nam. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.